Mình không biết whistle register là như thế nào, nhưng mà mình cảm giác hình như mình cũng có cái giọng này, nhưng mà mình chưa bao giờ sử dụng đến nó. Mọi người nghe thử nhé. Có đúng không ạ? Các anh em thanh nhạc. Dần dần kiểm soát được nó. Cái này rất khó mọi người ạ. Có đúng không? Tất cả các anh em đã từng học thanh nhạc,